Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới này của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cách sử dụng dầu ủ tóc như thế nào để cho tóc của mình khỏe và bớt rụng hơn các bạn ha. Thì mình có những sản phẩm đang dùng, đó là mình dùng apple cider vinegar, giấm táo, carrot oil, dầu cà rốt, tea tree oil, cái này cũng tea tree oil. Rồi ngoài ra mình có đi ngoài nắng thì mình dự sử dụng thêm cái sản phẩm này để bảo vệ tóc của mình khỏi ánh nắng mặt trời. Và ngoài ra mình còn có cái bình xịt này. Thì mình sẽ đi chi tiết hơn những cái sản phẩm mình vừa mới nêu trên để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái lợi ích và cách dùng như thế nào cho hiệu quả các bạn nha. Thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, nên nhiều lúc cái sản phẩm nó hợp với tóc của mình, và nhiều lúc là các bạn sẽ tìm những cái sản phẩm nào mà phù hợp với tóc của bạn hơn, thì các bạn xem video của mình chỉ là tham khảo thôi. Còn các bạn có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm khác, những sản phẩm nào mà các bạn thấy phù hợp nha. Thì đầu tiên mình xin nói về tea tree oil. Đây là có hai loại, tuy nhiên cái loại này nó hơi nồng, cho nên là mình khuyến cáo những bạn nào mà ở Việt Nam hoặc là ở những cái ngôi nhà nào mà nó thông thoáng á, thì các bạn nên dùng. Còn cái sản phẩm này thì nó không có mùi, cho nên các bạn có thể dùng những ngôi nhà ở Mỹ, tại vì nhà ở Mỹ nó thường bít đó các bạn, nó không có thông hơi giống như ở nhà ở của Việt Nam hay là nhà ở những cái nước khác, nên là các bạn nên dùng sản phẩm này. Đây là của Hollywood Beauty. Cái này là 2 ounce là 59.2 ml. Cái này mình mua ở Fred Meyer, giá hình như là gần 4 đồng á các bạn. Thì cái tea tree oil này nó có tác dụng tẩy gầu các bạn, nó làm được từ lá cây trà, xuất xứ từ Úc các bạn ạ. Cái này thì làm ở USA, tuy nhiên cái lá trà này là từ Úc phổ biến. Thì tác dụng của cái sản phẩm, cái tea tree oil này có tác dụng tẩy gầu á các bạn. Thì da đầu của mình nó hay bị nhờn á, cho nên là nhiều lúc nó tóc của mình nó hay bị bết và nó gây ra mụn ở trên da đầu nè. Thì thay vì mình dùng dầu gội mà trị gầu á, thì mình dùng cái sản phẩm này. Tại vì trong mình nghĩ cái trong sản phẩm trị gầu nó có nhiều chất hóa chất á, để cho nó tẩy đi cái gầu, tuy nhiên nó làm tổn thương tóc của mình, cho nên mình thích dùng cái dầu này hơn. Thì trong thành phần của cái sản phẩm này nó có tính chất khoáng khuẩn rất là tốt, nó sẽ chống cái nấm da đầu. Rồi do cái da đầu của mình nó nhờn, cho nên nó hay làm tóc của mình bị bết và đồng thời là hay bị nấm và gầu. Trước đây thì mình cũng có dùng sản phẩm trị gầu cho tóc rồi, cái dầu gội á, Clear and Head and Shoulder. Tuy nhiên sau khi mình dùng thì cái tóc của mình nó bị khô, nó hết gầu, tuy nhiên tóc của mình nó bị khô, cho nên là mình rất thích dùng cái sản phẩm này. Thì cách dùng của nó là các bạn có thể pha với những cái loại dầu khác để cho nó bớt cái mùi đi. Và mình sau khi mình các bạn có thể làm ướt tóc hoặc để tóc nguyên như thế này, sau đó các bạn cho vào tay và massage da đầu. Thì massage tầm 3 tới 5 phút, các bạn có thể để qua đêm hoặc là để trong vòng bao trên 1 tiếng, rồi sau đó các bạn gội lại với dầu gội ha. Hoặc là các bạn có thể nhỏ cái tea tree oil này vào trong cái dầu gội mà các bạn đang gội để các bạn gội thường ngày, thì nó cũng rất là hiệu quả các bạn ạ. Thì sản phẩm này thì mình cũng có dùng một lần rồi, tuy nhiên cái mùi nó hơi nồng cho nên là mình không có dùng nữa. Thì mình thích cái sản phẩm này hơn, các bạn có thể order ở Amazon hoặc là có thể mua ở những cái cửa hàng khác. Thì mình dùng tea tree oil, tuy nhiên mình không dùng nhiều, mình chỉ dùng 1 tới 2 lần một tuần thôi. Tại vì nếu dùng nhiều quá cái tóc của mình nó sẽ bị tẩy quá nhiều á, cho nên là tóc, chân tóc của mình sẽ bị yếu đi và bị rụng tóc. Thì xen kẽ vào đó thì mình sẽ dùng carrot oil. Đối với cái sản phẩm carrot oil này thì nó có vitamin A đó các bạn. Nó sẽ kích thích cái tóc của mình sản xuất ra cái bã nhờn, điều hòa cho cái tóc của mình, chống rụng tóc. Thì tại vì mình dùng cái này để mình kháng khuẩn cho cái tóc của mình rồi, tẩy gầu rồi, thì cái sản phẩm này nó kích thích lại cái phần sản xuất ra cái bã nhờn đó, điều hòa lại tóc để cho tóc của mình khỏi bị rụng á, đồng thời nó làm mượt tóc và bóng tóc các bạn ạ. Và đặc biệt trong này nó có vitamin B, vitamin C, vitamin E, magie và phosphor, làm cho cái
lưu lưu thông máu trên da đầu á, cho nên làm cái chăn tóc của mình nó khỏe hơn, đồng thời làm cho tóc của mình nó mượt hơn. Thì mình thích dùng cái sản phẩm này tại vì cái mùi nó thơm, rất là thơm, và đồng thời là tóc của mình nó da nhờn á, rất là nhiều dầu, cho nên mình không có dùng dầu dừa hay là dầu olive. Nếu mà bạn nào da đầu mà khô thì các bạn có thể dùng dầu dừa, dầu olive nó rẻ hơn. Cái này mình nó cũng cùng một hãng với cái sản phẩm này các bạn. Tuy nhiên cái này nó lớn hơn và mình đặt ở Amazon, thì nếu mà các bạn dùng thử chai nhỏ này rồi, nếu mà thấy hợp thì các bạn có thể chuyển sang dùng chai lớn này. Cái chai này thì là 8 ounce 236 ml, giá là 11 đồng, nó rẻ hơn rất là nhiều các bạn. Các bạn mua cái này 2 ounce đã 4 đồng rồi, còn cái này 8 ounce mà 12, 11 đồng nữa là nó rẻ hơn rất là nhiều. Rất là thơm các bạn à. Nó không có bị bít cái chỗ lỗ chân lông của mình, đồng thời là nó không có làm cho cái tóc của mình nó bét giống như là mình dùng dầu dừa. Ở Việt Nam thì mình thường hay dùng dầu dừa tại vì ở Việt Nam dầu dừa nó rất là nhiều và phổ biến. Tuy nhiên qua bên này rồi mình thử dùng lại thì nó sẽ không hợp với tóc của mình, cho nên mình lại chuyển sang cái carrot oil này. Thì các bạn có thể sử dụng dầu dừa hoặc là dầu olive, nhưng mà mình lại thích dùng hai cái sản phẩm này xen kẽ với nhau. Cái này thì dùng để tẩy gầu rồi những cái tế bào chết trên da, và đặc biệt là nó không có hóa chất nhiều cho nên nó làm cái tóc của mình nó không bị hư tổn. Còn sau đó mình lại dùng cái sản phẩm này để điều hòa cái độ cân bằng, cái độ bã nhờ, độ dầu cho tóc á. Tóc của mình nó bóng và nó mượt hơn, đặc biệt là sau khi mình nhuộm xong á thì mình dùng những cái sản phẩm như thế này thì giúp cho tóc của mình không bị khô và bị hư tổn. Thì trên đây là những hai sản phẩm mà mình đang dùng. Thì đợt trước mình cũng có dùng apple cider vinegar. Cái giấm táo này các bạn nó rất là rẻ và phổ biến ở cái khu vực mình đang ở, tại vì ở khu vực mình đang ở trồng táo rất là nhiều. Thì để dùng cái sản phẩm này thì các bạn có thể mua những chai như vậy, khuyến cáo là dùng những cái loại raw và unfiltered để nó có hiệu quả tốt hơn các bạn nha, và chọn cái loại nào organic để cho cái ít hóa chất hơn. Thì đối với sản phẩm này thì mình trước đây mình dùng là mình sẽ hòa một teaspoon của cái apple cider với lại nửa chai apple cider vinegar với lại cái chai này là chai xịt. Thì các bạn sẽ mua những cái sản phẩm này, mình mua ở Dollar Tree có 1 đồng thôi. Thì mình sẽ hòa một nửa bình nước như thế này, nước ấm ấm các bạn nha, và mình sẽ bỏ thêm một teaspoon của apple cider vinegar, rồi sau đó mình sẽ xịt lên tóc. Thì lúc mà mình xịt như vậy thì tóc của mình sẽ được thấm đều hơn, và mình sẽ lấy cái bịch đầu á, mình sẽ bịch lại và sau đó mình gội. Thì cái mùi của sản phẩm này nó hơi khó chịu một tí, đối với những bạn nào mà không chịu được cái mùi này thì nó không có có dễ chịu cho lắm. Tuy nhiên mình tại vì mình cũng dùng một thời gian mình cũng thấy bình thường đó các bạn. Thì chai này là 16 ounce thì các bạn có thể mua tầm 4 tới 5 đồng, nó sẽ rẻ hơn so với cái GC oil này. Thì cái sản phẩm này nó cũng được khuyến cáo dùng. Thì trên đây là những cái sản phẩm mình hay dùng. Thì đồng thời lúc mà mình ra ngoài á, khi mà trời nắng thì mình dùng cái sản phẩm này tại vì nó có chức năng là chống cái tia UV á các bạn, chống ánh nắng mặt trời ảnh hưởng tới tóc của mình á, đồng thời là nó sẽ có cái aloe giúp cái giữ tóc của mình. Thì cái này mình mua ở Bath and Body Works á, mình không nhớ là mình mua bao nhiêu. Cái này là của bạn mình tặng. Thì các bạn nên chọn những sản phẩm nào mà nó phù hợp với tóc của mình, ngoài cái việc mà mình gội đầu hàng ngày hoặc là 2 lần một tuần hay là 3 lần một tuần thì theo da đầu của các bạn, nhưng mà các bạn không nên dùng dầu gội nhiều quá, tại vì trong dầu gội nó có hóa chất nhiều á, làm cho ảnh hưởng tới cái tóc của các bạn. Thì tóc của mình mới cắt thời gian
Thì mình sẽ để link những sản phẩm này ở dưới, các bạn có thể vào xem và có thể tham khảo những sản phẩm nào phù hợp của mình. Thì mưa dầm thấm lâu các bạn ạ. Các bạn bôi lên tóc vài thời gian đầu thì nó không có hiệu quả, tuy nhiên các bạn cần phải cố gắng làm thường xuyên và làm đều đặn đặn các bạn nha. Ngoài việc dùng những sản phẩm bên ngoài thì mình cố gắng ăn uống cho nó đủ chất hơn để cho tóc của mình nó khỏe hơn. Đặc biệt là với những bạn nào mà mới sang Mỹ thì cái việc rụng tóc là không thể tránh khỏi. Thì mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích hơn với cho các bạn, đặc biệt là đối với những bạn nào mà tóc chân tóc bị yếu các bạn, thì mình cố gắng hạn chế dùng những sản phẩm dầu gội mà có độ hóa chất quá nhiều. Thì lúc mà mình mua sản phẩm thì mình nên đọc lướt sơ cái thành phần của tóc, và các bạn không nên chọn những cái dầu gội nào mà có mùi thơm các bạn ha. Thì nếu mà nó có mùi thơm thì nó sẽ có hóa chất nhiều để tạo ra cái mùi thơm và cái bảo quản cái mùi thơm đó. Thì mình sẽ đưa gần lại những cái sản phẩm mình đang dùng để các bạn có thể biết được cái hiệu nó mình đang dùng nha. Thì cái này là Carrot Oil nè, nó có của Hollywood Beauty ha. Cái này là Tea Tree Oil cùng nhãn hiệu Hollywood Beauty. Cái này là Tea Tree Oil của Finest. Và cái này là Apple Cider Vinegar. Cái này là rất là phổ biến, những bạn nào ở Mỹ thì cái sản phẩm này không có xa lạ gì với các bạn cả. Và cuối cùng là cái sản phẩm này dùng để bảo vệ tóc khi các bạn ra ngoài. Trên đây là video chia sẻ về cách sử dụng dầu massage ủ tóc của mình để giúp cho tóc của các bạn được khỏe hơn từ phía bên ngoài. Thì mình hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình. Nhớ like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.